Marvel mới tung ra trailer đầu tiên của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, bộ phim giới thiệu siêu anh hùng Trung Quốc đầu tiên của vũ trụ điện ảnh MCU. Không những thế, nó còn hé lộ những bí mật về lãnh đạo của tổ chức Ten Rings là Mandarin, cái tên từng xuất hiện trong Iron Man 3 nhưng tung tích vẫn là ẩn số. Với trailer này, Marvel đã cho khán giả được chiêm ngưỡng những sắc thái mới của MCU, đó là hành động võ thuật Trung Hoa. Hôm nay, phía phim xin gửi tới các bạn video giới thiệu những điều cần biết trước khi xem phim, cùng với đó là phân tích và dự đoán những chi tiết thú vị xuất hiện trong trailer nhé. Nội dung phim sẽ xoay quanh việc Shang-Chi đối mặt với quá khứ tối tăm của mình, đứng lên chống lại người cha của anh, Mandarin, cùng với tổ chức khủng bố Ten Rings của ông. Vào năm 2001, theo lời của cựu giám đốc điều hành Marvel Productions lúc bấy giờ là Margaret Loesch, Stan Lee đã lên kế hoạch sản xuất một bộ phim về nhân vật Shang-Chi và muốn mời Brandon Lee tham gia vai chính. Có thể các bạn chưa biết, Brandon Lee là con trai của bậc thầy võ thuật Bruce Lee, cũng là nguồn cảm hứng để tạo ra nhân vật Shang-Chi. Ngay lập tức, Steven Norrington được mời làm đạo diễn, tuy nhiên, quá trình sản xuất gặp nhiều vấn đề, với một trong số đó là việc Marvel mất đi bản quyền của nhiều nhân vật. Cho tới khi vũ trụ điện ảnh Marvel ra đời, họ đề nghị hợp tác với công ty sản xuất phim DMG Entertainment của Trung Quốc và lồng ghép nhiều chi tiết về Mandarin trong bộ phim Iron Man. Tuy vậy, lời đề nghị đã bị từ chối vì những chi tiết vô cùng tiêu cực của Mandarin và tổ chức Ten Rings khiến cho Iron Man không được chiếu ở Trung Quốc. Trong Iron Man 3, với chi tiết Trevor Slattery là Mandarin giả mạo, MCU tiếp tục nuôi hy vọng ra mắt bộ phim riêng của nhân vật Shang-Chi. Cuối năm 2018, dự án Shang-Chi được hồi sinh, Destin Daniel Cretton tham gia với vai trò đạo diễn và David Callahan viết kịch bản. Bộ phim sẽ mang tới khán giả một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, đào sâu vào văn hóa châu Á như cách họ đã từng làm với Black Panther. Bên cạnh đó, nhà sản xuất Jonathan Schwartz khẳng định Shang-Chi mang yếu tố tình cảm gia đình. Nhân vật chính sẽ trải qua một quá khứ đen tối và bạo lực từ chính người cha, từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa hai cha con. Bên cạnh đó, còn thể hiện những mối quan hệ như anh em, bạn bè, thầy trò. Nhà sản xuất cũng khẳng định đây sẽ là bộ phim hành động võ thuật hay nhất của MCU, vượt qua cả những pha chiến đấu đỉnh cao của Captain America: Winter Soldier. Bộ phim sẽ được lấy cảm hứng từ những bộ phim võ thuật Trung Hoa như Ngọa Hổ Tàng Long ra mắt năm 2000. Quá trình cast vai diễn cũng khá thú vị. Để chọn ra diễn viên phù hợp cho Shang-Chi, Marvel đã chọn lọc một nhóm những nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa trong độ tuổi 20 trở đi, trong số đó là Louis Tan và Simu Liu. Tuy rằng Louis Tan đã có màn trình diễn tương đối tốt với vai Zhu Chang trong series truyền hình Iron Fist, nhưng Marvel lại quyết định chọn Simu Liu. Hụt mất vai diễn, Louis Tan sau đó được chọn vào vai chính của Mortal Kombat. Bộ phim được công bố vào tháng 7 năm 2019 và bắt đầu bấm máy quay vào tháng 2 năm 2020 nhưng bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Do đó, đến tận tháng 10 năm 2020 thì quá trình quay phim mới kết thúc. Để rồi cuối cùng, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được chốt lịch ra mắt ngày 3 tháng 9 năm 2021. Trước khi đi tới phân tích trailer, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những nhân vật sẽ xuất hiện trong bộ phim lần này. Đầu tiên là nhân vật chính, Shang-Chi được chuyển thể từ Marvel Comics. Anh thành thạo kung fu và cũng được mệnh danh là bậc thầy chiến đấu mạnh mẽ nhất của trái đất. Anh được huấn luyện bởi người cha Fu Manchu, một pháp sư hắc ám và cũng là lãnh đạo của tổ chức tội phạm ngầm, nhằm biến anh trở thành một vũ khí sống. Nhận ra được mục đích sâu xa, Shang-Chi đã chống lại cha mình và trở thành một siêu anh hùng. Nguồn gốc của Shang-Chi trên phim được bám khá sát với nguyên tắc. Đó là một tuổi thơ đen tối, được huấn luyện để trở thành sát thủ chết chóc nhất. Anh cố gắng rũ bỏ mọi thứ bằng cách sống một cuộc sống bình thường, nhưng rồi lại phải trở lại để đánh bại những kẻ xấu muốn lợi dụng mình. Ngoài sức mạnh thể chất và tài năng võ thuật, một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của anh chính là chi, là khí trong cơ thể giúp anh có thể sử dụng năng lượng tinh thần của bản thân. Mặc dù trong trailer thì khả năng này vẫn chưa được thể hiện, nhưng chúng mình hy vọng nó sẽ xuất hiện trong phim. Từng xuất hiện trong Iron Man 3, nhưng Mandarin đó chỉ là một kẻ giả mạo. Và trong phim riêng của Shang-Chi, Mandarin hàng thật chính thức được giới thiệu tới khán giả. Mandarin, tên thật là Wen Wu, ông trùm của tổ chức tội phạm ngầm Ten Rings, sẽ sắm vai phản diện của bộ phim này. Ông đã đưa con trai mình vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt ngay từ khi còn nhỏ để biến cậu thành vũ khí sống. Tuy vậy, ông vẫn cho Shang-Chi 10 năm tự do trong cuộc đời. Trong comics, Mandarin không phải là cha đẻ của Shang-Chi, mà đó là pháp sư Fu Manchu. Việc thay đổi nguồn gốc này là để hợp lý hóa nội dung của MCU. Với những gì được giới thiệu trong trailer, KD là một phục vụ tại khách sạn nơi cô gặp Shang-Chi và hai người đã trở thành bạn bè. Là một người hài hước, dễ gần, vai trò của cô là dẫn dắt trái tim của Shang-Chi và là nguồn động lực để anh chống lại cha mình. Xia Ling là em gái của Shang-Chi. Ngay từ nhỏ, cô đã nhận sự ghẻ lạnh của cha vì ông ưu ái anh trai hơn. Cô phải chứng minh thực lực của mình bằng cách tự luyện tập. Trong phim, cô cũng phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn khi đứng giữa việc tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình hoặc cùng Shang-Chi chống lại cha. Death Dealer là một sát thủ thuộc tổ chức Ten Rings và cũng là người thầy đưa Shang-Chi vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Trong comics, Death Dealer tên thật là Lee Ching Lin, từng là một đặc vụ của MI6 và đầu quân cho Fu Manchu để chống lại Shang-Chi. Ngoài ra, chúng ta cũng có sự xuất hiện của một số nhân vật phụ khác như là Razor Fist, một lính đánh thuê làm việc cho Mandarin nhằm ám sát Shang-Chi, một nhân vật từng xuất hiện trong comics với vũ khí là hai cánh tay gắn lưỡi đao. John John, bạn thân của Shang-Chi. Jiang Li, Jiang Nan là những nhân vật chưa được tiết lộ vai trò. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua những chi tiết thú vị xuất hiện trong trailer và thử dự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Đầu tiên, chúng ta gần như đã nắm khá chắc nội dung của toàn bộ phim.
Wen Wu muốn đưa đứa con trai của ông, Shang-Chi, trở thành một cánh tay phải đắc lực cho mình và sau đó kế nghiệp ông. Do đó, ông bắt cậu tham gia vào đợt huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn bé và đưa cậu tới những nơi hoạt động của tội phạm. Khi trưởng thành, Shang-Chi được Wen Wu cho phép tự do trong vòng 10 năm và cậu tới San Francisco để cố gắng tạo dựng lại cuộc sống cậu đã mất. Sau khi hết hạn 10 năm, Shang-Chi không chấp nhận quay trở lại Ten Rings, dẫn tới việc Wen Wu đã thuê sát thủ Razor Fist đến bắt. Đây cũng là thời khắc Shang-Chi chống lại cha mình và cả tổ chức cũ. Chúng mình có nói rằng Shang-Chi lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long, và trong trailer chúng ta thấy anh ta thực hiện kỹ thuật nổi tiếng nhất của bậc thầy Kung Fu, đó chính là cú đấm một inch vào cột gỗ. Trong cảnh Shang-Chi đang hít đất, chúng ta có thể nhìn thấy trên tường có treo poster của bộ phim Kung Fu Hustle. Bài hát mà Shang-Chi cùng với KD đang hát là bài Whole New World từ bộ phim hoạt hình Aladdin. Liệu đây có phải hàm ý rằng hai người sẽ trở thành cặp đôi? Nói qua một chút về KD, cô được giới thiệu là không thể nhớ được những ký ức trước đây của mình. Marvel đã hợp tác với hãng đồ chơi Hot Toys để ra mắt những sản phẩm nhằm quảng bá cho bộ phim Shang-Chi. Và như các bạn có thể thấy, KD sở hữu một bộ trang phục cổ xưa với vũ khí kèm theo là bộ cung tên. Có khả năng, KD có mối quan hệ rất quan trọng đối với Shang-Chi cũng như tổ chức Ten Rings, nhưng bằng một cách nào đó mà cô đã mất đi trí nhớ của mình. Ten Rings không chỉ là tên tổ chức của Mandarin, mà chúng còn chính là 10 chiếc vòng được ông ta đeo trên tay. Trong comics, chúng thực chất là 10 chiếc nhẫn đem tới cho Mandarin 10 sức mạnh kỳ lạ bao gồm thao túng cấu trúc phân tử vật chất, tạo ra các tia lực, thao túng không khí hay vật thể theo hình xoáy, phân hủy vật chất, tạo ra bóng tối, điều khiển năng lượng điện tử, tạo ra lửa, phóng ra điện, thao túng tâm trí người khác và tạo ra băng giá. Có thể trong trailer, Mandarin đã sử dụng một số năng lực chẳng hạn như thao túng nước hay nâng cao sức mạnh thể chất. Có lẽ lý do thay đổi từ 10 chiếc nhẫn thành 10 chiếc vòng tay cũng là hàm ý của nhà sản xuất. Thay vì để cho Mandarin phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của những chiếc nhẫn như là trong comics, thì việc đeo 10 chiếc vòng tay mang lại cảm giác kẻ phản diện này thực chất cũng là một bậc thầy chiến đấu. Có thể thấy, tại thời điểm hiện tại, Wen Wu đã rất già và có nhiều phân cảnh cho thấy ông đã từng tham gia vào những trận chiến vĩ đại từ thời cổ xưa. Theo chúng mình dự đoán, những chiếc vòng ban cho Wen Wu khả năng bất tử, nhờ vậy mà ông ta có thể sống qua hàng trăm năm và gây dựng nên một thế lực hùng mạnh như tổ chức Ten Rings. Bộ phim cũng sẽ đưa người xem trải nghiệm những văn hóa thời xa xưa của Trung Hoa, và một trong số đó là các sinh vật huyền bí. Trong trận chiến, có hai sinh vật kỳ lạ như loài sư tử với bộ lông phủ khắp cơ thể, chính là những con kỳ lân, một sinh vật xuất hiện trong truyền thuyết Trung Hoa và thường thấy xuất hiện dưới hình dạng của những tượng đá. Ngoài ra, khi Marvel hợp tác với Lego để tạo ra những sản phẩm nhằm quảng bá cho bộ phim, đã có một bộ bị leak ra và xuất hiện hai sinh vật kỳ lạ. Dễ thấy nhất chính là con rồng châu Á khổng lồ và một sinh vật kỳ lạ có tên là Morris, có hình dạng như một con bọ lớn khổng lồ đầy lông, nhiều chân và có cánh. Morris được dựa trên một sinh vật trong truyền thuyết của Trung Quốc, là một loài chim thần khổng lồ trông như một con bọ được phủ trong lông, 6 chân và 4 cánh, với bộ lông và ánh hào quang có màu đỏ rực. Nó thích ca hát và nhảy múa mặc dù không có mắt hay bất kỳ bộ phận nào trên khuôn mặt. Trong cảnh chiếu một võ đài ngầm, Shang-Chi đã gặp lại người em gái Shang-Li và hai người đánh nhau. Do bị cha ghẻ lạnh từ khi còn bé vì ông dành thời gian cho Shang-Chi, nên cô đố kỵ về anh trai mình. Có khả năng, sau cuộc chiến, Shang-Li quyết định sẽ theo phe Shang-Chi chống lại Wen Wu. Cũng trong cảnh Shang-Chi đứng dưới võ đài, chúng ta có thể thấy một vật thể gì đó trông khá giống với chiếc khiên của Captain America. Trong đoạn này, chúng ta thấy được Wen Wu đang chiến đấu với một nhân vật nữ bí ẩn mà theo chúng mình dự đoán đây có thể là Zhang Li. Cô không phải là một nhân vật trong comics và được tạo ra cho phiên bản điện ảnh nên vẫn chưa xác định được cô có vai trò gì. Liệu Zhang Li có phải là mẹ của Shang-Chi? Trên chiếc xe buýt, chúng ta cũng phát hiện ra anh chàng đã từng xuất hiện trong bộ phim Spider-Man Homecoming, người đã kêu Spider-Man nhào lộn một vòng. Và cuối cùng, nếu để ý kỹ ở cuối trailer, Marvel cũng chưa xếp hạng cho bộ phim này thuộc vào độ tuổi nào. Theo chúng mình, với một bộ phim hành động như thế này thì Marvel sẽ cân nhắc cho Shang-Chi xếp vào hạng PG-16. Và đó là tất cả những gì các bạn cần biết trước khi xem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Cảm nghĩ của các bạn sau khi xem trailer như thế nào? Tạo hình của các nhân vật có đáp ứng được kỳ vọng của các bạn hay không? Hãy để lại cảm nghĩ của các bạn trong phần comment và hãy nhấn nút like nếu các bạn thích video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.